Hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về lô vú sữa Hoàng Kim, cây choi, cây to, cây lỡ nha. Cây này là thể loại là cái cây ghép cải tạo lại, toàn bộ là trái to hết nha. Đây là cái mắt ghép của cây nè. Đây là cái mắt ghép của cây, anh Nam quay lại cho quý bà con chúng ta xem ha. Đây là cái mắt ghép của cây. Cây được nuôi trong cái chậu này khoảng 1 năm rưỡi rồi ha. Chúng ta về thả ra đất ha. Là ngay mùa thì cây nó sẽ ra hoa đậu trái. Cái trái vú sữa Hoàng Kim là trái nó sẽ màu vàng, bên trong ruột thì nó sẽ màu trắng ha. Ăn nó cũng rất là thơm nha. Cái trái thì nó sẽ đu ở trong cái thân ra giống như vậy nè, thì nó chín nè. Nó đu ở trong cái thân ra giống như vậy. Cây được cải tạo rồi, trái to rồi nên quý bà con chúng ta cứ an tâm ha. Vú sữa Hoàng Kim thì nó cũng có nhiều loại giống lắm nha. Nhưng mà bên Ly cải tạo lại rồi, quý bà con chúng ta an tâm về cái chất lượng nha. Chúng ta cũng có thể lấy để trồng vườn nha, trồng sinh thái ha, trồng tiểu cảnh. Chiều cao của cây thì cao khoảng từ 1,5 m đến 2 m thì tùy theo cây. Có cây thì nó hơi lùn hơn, còn có cây thì hơi cao hơn tí xíu nữa. Thì theo anh chị chúng ta thích trồng cái size cỡ nào thì Ly sẽ lựa cho quý bà con chúng ta theo cái size cỡ đó. Còn cái hoành của cây thì đâu đó thì nó to khoảng cái ngón chân cái nha. To hơn cái ngón chân cái một tí xíu. Toàn tán thì nó cũng xum xuê giống như vậy nè, nhìn nó cũng rất là đẹp đấy ha. Đây là cái mẫu trái đây nha. Mẫu trái nè. Số lượng thì bên trung tâm cây giống còn cũng rất là nhiều. Nếu anh chị là chúng ta thích trồng một vài cây thì Ly sẽ đóng đẻ bưu điện cho quý bà con chúng ta. Còn anh chị là chúng ta mua cần để sỉ để bán lại thì Ly có giá tốt cho quý bà con chúng ta luôn ha. Một cây vài trăm ngàn trên một cây thôi ha. Đóng hàng online thì hôm nay thì bên Ly cũng đóng nhiều cây đó. Cây này là cây quýt đường không hạt nè. Rồi cây vú sữa Mika, vú sữa Mika, cây lỗ, cây lớn ha, cây choi. Cây đang dâm ủ lại đi tuột đi đọt rất là đẹp đấy ha. Cây nó nhíu nhíu những cái tược đọt mới nha. Cây nuôi dưỡng lâu rồi nên nó mới bung những cái tược đọt này ra. Một cây ổi ruby lớn này. Một cây mận hồng sốt trăng còn gọi là mận MSC ha. Ở bên trong thì có cây chanh vàng Mỹ. Cây chanh vàng Mỹ. Rồi một cây nho thân gỗ. Một cây táo tàu lớn nữa ha. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về lô vú sữa Hoàng Kim nha. Anh chị mà chúng ta cần mua giống thì cứ việc gọi là hai số điện thoại hiện trên màn hình. Cái trái trên tay của Ly đi cặp đây nè, là 1 kg nha bà con. 1 kg còn mấy trái nữa nè. Vườn này là của chị Hương nha. Chị Hương chỉ gọi chị thu hoạch là được mấy tấn trái á. Đây trái nè. Trái to to giống như vậy ha. Trái này là 1 kg, nhìn to đẹp lắm nha bà con. Anh chị là chúng ta thích trồng vú sữa Hoàng Kim, cây trồng chậu ha, cây lớn, cây nhỏ gì bên Ly có cung cấp hết nha. Anh chị là chúng ta quan tâm thì gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.